HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo thông tin từ AFC, hai câu lạc bộ của Myanmar đã xin rút lui khỏi các giải đấu châu lục ở mùa giải năm nay. Đó là các trường hợp của câu lạc bộ San United và Hathawadi United. Trong đó, Hathawadi chính là đối thủ của câu lạc bộ Viettel tại bảng E AFC Cup 2022. Với diễn biến này, bảng đấu sẽ chỉ còn 3 đội, mang đến lợi thế cho đại diện của Việt Nam. Viettel FC được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng đấu này, so với hai đối thủ Hougang United của Singapore và Phnom Penh Crown đến từ Campuchia. Vòng bảng của AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra theo hình thức tập trung từ ngày 24 đến 30 tháng 6 năm 2022. Hiện địa điểm thi đấu của bảng Y, nơi có sự góp mặt của câu lạc bộ Viettel, vẫn chưa được quyết định. Cầu thủ mang áo số 10 Trần Mạnh Hùng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho câu lạc bộ Nam Định. Kênh truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.